cô gái điều khiển xe Mercedes làm sập tường ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội là ai? Một vụ tai nạn mới đây đã xảy ra tại số nhà 47 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chiếc ô tô Mercedes GLC 63S do một nữ tài xế điều khiển khi tới trước số nhà này thì bất ngờ tông trực diện vào căn nhà. Hậu quả của vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, thế nhưng khiến một phần bức tường gạch của ngôi nhà bị đổ, phần đầu xe ô tô hư hỏng nặng, mắc kẹt trong đống gạch. Nữ tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn là bạn BTL, sinh năm 2003. Qua đo nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định nữ tài xế vi phạm ở mức độ 2. Có thể là trong lúc lái xe đêm muộn, nữ tài xế đã đạp nhầm chân ga tông trúng vào căn nhà bên đường. Thời điểm chiếc xe lao vào, rất may trong ngôi nhà không có người ở. Được biết, căn nhà số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất còn sót lại tại Hà Nội đến thời điểm hiện tại, rộng khoảng 205m², mặt tiền rộng 7m với lối kiến trúc thời phong kiến. Hiện, lực lượng chức năng đang lên phương án tu sửa lại ngôi nhà sau khi bị đâm đổ sập một phần.